Hello, xin chào Nhâm đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 49 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm khẳng định hai người Tiêu Long đã bị dính phệ hồn ấn ký. Tiêu Dao kể về phệ hồn ấn ký là người dính sẽ bị tụt cấp sức mạnh cho hai người Tiêu Lập. Tiêu Kỳ nghe vậy cầm tay Tiêu Lập đã chảy nước mắt. Chuyển sang tập 50 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu giao cho đám người Tiêu Kỳ về bệnh tụt cấp phệ hồn ấn ký. Tiêu Viêm có thể giải được khi Tiêu Viêm có bài thuốc phệ hồn đan của Ma Hoàng. Vì vậy mình đến nhận xét quân đội của hồn ma bộ tộc tu luyện công pháp phệ hồn ấn ký rất nhiều, làm cho yêu thế đánh giá hồn ma bộ tộc không sợ bị người đại lục vây đánh vì công pháp cấm của ma tộc. Lúc này toàn bộ người diệt tộc đã từ trên bầu trời xuất hiện trước đám người Tiêu Viêm nhập tiêu tộc. Tộc trưởng diệt tộc đã chào Tiêu Viêm đi ra ngoài đứng một chỗ. Tiêu Viêm ra lệnh cho khiêu chiến mau theo dõi tên tộc trưởng diệt tộc. Lơ hắn tự sát thì hay cứu. Lúc này Tiêu Viêm đang phát biểu ý kiến trước đám người diệt tộc là hắn sẽ không giết bất kỳ ai nếu như bọn họ chấp nhận gia nhập tiêu tộc. Còn ai không gia nhập có thể rời khỏi chỗ này, có điều không được thành lập ra diệt tộc nữa. Diệt Long trưởng lão của diệt tộc đã đồng ý với Tiêu Viêm nguyện gia nhập tiêu tộc. Hiện tại khiêu chiến đa bế tộc trưởng diệt tộc quay trở lại chỗ Tiêu Viêm. Khiêu chiến trình bày tộc trưởng diệt tộc có ý tự sát, may hắn ra tay ngăn cản kịp thời. Vì vậy Tiêu Viêm giải thích không giết tộc trưởng diệt tộc là hắn muốn thử lòng của tộc trưởng diệt tộc xem sao. Bây giờ Tiêu Viêm ban bố mệnh lệnh diệt tộc được đổi thành diệt phân chi nhánh của tiêu tộc, diệt phân do tộc trưởng diệt tộc làm thông linh, còn diệt long trở thành phó đô đốc thông linh. Ngoài ra diệt phân được tiêu tộc đưa cho 5 bộ ý giai cao cấp đầu kỳ, 20 bộ ý giai trung cấp đầu kỳ và một số thuốc chữa thương thành linh dịch huyết khí đan. Về sau diệt phân thông linh có việc nguy cấp hay báo cáo cho cấp trên tiêu lập. Lúc này yêu mong tàu trưởng của huyễn yêu tộc nhận được tin nhắn của yêu thế, hắn đã di chuyển đến tiêu tàu xem kết quả. Yêu mong đã chào đám người Tiêu Viêm, hắn xin Tiêu Viêm một chuyện. Huyễn yêu tộc muốn gia nhập tiêu tộc là một chi nhánh, Tiêu Viêm đã từ chối không cho gia nhập NATO tiêu tộc, mà huyễn yêu tộc chỉ được kết đồng minh làm bạn. Tuy nhiên yêu mong thuyết phục Tiêu Viêm là hắn biết chuyện Tiêu Viêm ở ngoài Đấu Đế Đại Lục có thương vụ làm ăn bạc tỷ từ huyết khí đan và thanh linh dịch với thương minh. Hắn muốn được đi theo Tiêu Viêm ra ngoài Đế Châu phát triển, còn Thiên Minh Câu ở lại Đế Châu sẽ là top 1 trên bảng xếp hạng thạch đấu. Vì vậy Tiêu Viêm đồng ý cho huyễn yêu tộc là một chi nhánh của tiêu tộc. Tiêu Dao khoe với mọi người là thanh nữ của yêu tộc Thanh Lân đã trở về yêu tộc khi Tiêu Viêm cứu. Ngoài ra lão tổ của yêu tộc muốn gặp Tiêu Viêm nói chuyện riêng, do đó yêu mong của huyễn yêu tộc nguyện đi theo Tiêu Viêm để hắn trả ơn Tiêu Viêm tìm được thanh nữ Thanh Lân cho yêu tộc. Tiêu Viêm cho huyễn yêu tộc 20 bộ đấu ký y giai trung cấp, y giai cao cấp 5 bộ và yêu thế được một bộ đấu ký thế giai sơ cấp, kèm theo hắn sẽ đột phá lên đấu đế 5 sao. Sau đó Tiêu Viêm cho Tử Ảnh dẫn hai đội quân chi nhánh vừa gia nhập tiêu tộc. Họ sẽ nghe lời Tử Ảnh đi phá nhà y ma giáo trên Đấu Đế Đại Lục. Tất nhiên mình đệ cũng cho quân đội Thiên Minh Cốc đi theo chân tiêu tộc đi giết y ma giáo. Lúc này mình đệ muốn cho Thiên Minh Cốc gia nhập tiêu tộc, chứ ông không muốn làm cái top 1 tại Đế Châu. Nhưng Tiêu Viêm không dám cho mình đệ gia nhập tiêu tộc. Khi Tiêu Viêm từng nhận mình đệ làm thầy giáo hợp đồng, mình đệ chạy hết người này đến người khác xin gia nhập tiêu tộc, là Tiêu Viêm đệ tử phải hứa với ông cho gia nhập tiêu tộc. Còn Tiêu Dao thích nhậu quá hợp cả với ông, do đó Tiêu Dao đề nghị Tiêu Viêm chấp nhận yêu cầu của Minh Đế. Tiêu Viêm cho Thiên Minh Cốc được đổi tên thành chi nhánh Bình Minh. Minh Đế chức trưởng lão có nhiệm vụ điều tra tổng thanh tra các cửa hàng của tiêu tộc. Cuối cùng quân đội tiêu tộc đã tấn công Y Ma Giáo, khiến Y Ma Giáo bị quét sạch tại Đế Châu. Rất nhiều tông phái nghe tin tiêu tộc phát triển, họ chạy đến đầu quân làm việc cho tiêu tộc. Chuyển đến buổi tối, Tiêu Viêm đã từ chiến trường trở về tiêu tộc. Tiêu Lập trách Tiêu Viêm một chuyện, từ khi Tiêu Viêm đi đánh nhau Tiêu Kỳ không thèm ăn cơm mấy. Vì vậy Tiêu Viêm hiểu ý Tiêu Lập là hắn chưa vun đắp tình cảm vợ chồng với Tiêu Kỳ. Hắn hứa với Tiêu Lập sẽ chú ý với vợ Tiêu Kỳ nhiều hơn, nên Tiêu Long đề nghị Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đi chỗ nào có hai ngày. Thì Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đã đi đến một cái thác nước ngoài rừng nói chuyện. Tiêu Kỳ xin Tiêu Viêm mang Tiêu Phủ ở Cự Hy Thành về Đế Châu phát triển, nhưng Tiêu Viêm không nghe lời vợ. Khi Đế Châu rút đi tài nguyên và nguyên khí phát triển,
Tiêu Viêm đã ôm Tiêu Kỳ định làm một nháy ở chỗ thác nước phong cảnh thiên nhiên. Tiêu Kỳ sợ làm ở ngoài này ai nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Tuy nhiên thanh niên Tiêu Viêm cho biết buổi tối không ai đi đến chỗ cái thác nước này đâu mà sợ. Ngoài ra hắn còn có đấu ký linh hồn. Và thế và Tiêu Kỳ ở dưới hồ nước đã cởi quần cho nhau. Trải qua một thời gian Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ mây mưa, hiện tại hai người đã mặc lại quần áo. Tiêu Kỳ và Tiêu Viêm ngồi tâm sự. Tiêu Viêm kể chuyện muốn hồi sinh Tiêu Huyền tổ tiên dưới đại lục, khi Tiêu Huyền giúp hắn trong việc đột phá đấu đế. Tiêu Kỳ cho Tiêu Viêm hay đến dược tàu xin bí pháp hồi sinh. Vì vậy Tiêu Viêm có kế hoạch như sau. Trên đường di chuyển toàn bộ tiêu tộc tại Đế Châu đến Tiêu Phủ, hắn sẽ đi một mình đến dược tộc. Chuyển đến buổi sáng hôm sau, Tiêu Giao Minh Đế khiêu chiến cùng mọi người đã tiến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dặn Tiêu Giao Minh Đế khiêu chiến hãy cùng người tiêu tộc di chuyển đến Cự Hy Thành Tiêu Phủ. Bốn người Nam Nhĩ Minh, Từ Ảnh, Phong Bảo khiêu chiến muốn đi cùng Tiêu Viêm đến dược tộc. Tiêu Viêm ra lệnh cho bốn người Nam Nhĩ Minh hãy hộ tống người tiêu tộc về Cự Hy Thành. Sau đó Tiêu Viêm biến mất trên bầu trời di chuyển theo hướng Tây. Tại một tòa nhà lúc này, một người nhận được thư Tiêu Viêm đang di chuyển một mình. Hắn cho Huyết Ảnh mau đi giết Tiêu Viêm. Trở lại với Tiêu Giao đang dẫn toàn bộ người tiêu tộc đi đến Cự Hy Thành. Tiêu Giao đang trò chuyện với Minh Đế Tiêu Lập, là hắn đang cảm thấy lo lo trong ngày. Minh Đế khẳng định tiêu tộc không sao. Khi có bốn người khiêu chiến dò đường, còn Yêu Mông phát biểu ý kiến của mình là họ đã truyền tin về tiêu phủ rồi không sao đâu. Trải qua một tháng di chuyển, tiêu tộc vài chục nghìn người đấu đế một sao hai sao đã đi đến Cự Hy Thành. Mọi người đang đứng trước tiêu phủ. Chân Ni, Nhạc Thiếu Long, Thanh Hạo Nhiên, Thanh Mục Nhi ra đón em gái Tiêu Kỳ cùng mấy ngày. Sau đó mọi người có giới thiệu họ tên sơ qua. Chân Ni thấy thiếu thiếu Tiêu Viêm thì Tiêu Giao nói chuyện Tiêu Viêm đi đến dược tộc rồi. Vì vậy Nhạc Thiếu Long đã sắp xếp chỗ ở cho vài chục nghìn người tiêu tộc. Về các trưởng lão đi vào đại sảnh, Chân Ni cho Tiêu Kỳ hãy đến chỗ cô ngồi. Chân Ni chủ trì cuộc họp. Các thành viên đang có mặt Tiêu Lập, Tiêu Long, Minh Đế, Yêu Mông hay một số người khác. Họ ở chỗ này đều có chức vị quyền hạn của tiêu tộc. Tiêu Kỳ về sau sẽ được gọi là Tiêu Phủ Phu Nhân. Sau đó Chân Ni với nghề nghiệp khó bỏ của mình, cô đi tiếp trà cho mọi người uống và nghỉ ngơi. Tối nay mọi người sẽ đập phá uống hát karaoke nhảy Vina House. Mọi người đánh giá đây là trà của Lăng Thiên Ma Phong. Tiêu giao cho Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên biết một chuyện hết sức quan trọng. Phê hồn ấn ký hồn ma bộ tộc cho tu luyện. Và hồn ma bộ tộc đang muốn tuyên chiến với huyết ma bộ tộc. Khi hồn ma bộ tộc cử 4 tên đấu đế 4 sao đỉnh phong và một tên đấu đế 5 sao sơ kỳ tấn công tiêu tộc. Về phần hồn ma bộ tộc không tấn công tiêu tộc di chuyển đến Cự Hy Thành, Chân Ni phân tích như sau. Một là hồn ma bộ tộc chưa nắm chắc đánh được huyết ma bộ tộc. Nếu không may chặn giết tiêu tộc, Thanh Hạo Nhiên sẽ cho quân đội đánh hồn ma bộ tộc. Hai là hồn ma bộ tộc đang muốn tiêu tộc và huyết ma bộ tộc ở chung. Và hồn ma bộ tộc cho quân đi sát hại Tiêu Viêm đi lẻ. Và một đạo quân đánh vào tổng bộ tiêu phủ. Do đó đám người Tiêu Giao, Tiêu Kỳ, Tiêu Long hay một số người vội vàng chạy đi giải cứu Tiêu Viêm ngay lập tức. Chân Ni đã tạo ra rất nhiều lang mân cỏ, dây cỏ chặn toàn bộ lối đi. Nhạc Thiếu Long cho mọi người cứ bình tĩnh bàn kế hoạch, chứ giờ là màu cả tiêu tộc sẽ bị giết. Chân Ni cho Nhạc Thiếu Long phong bào chuẩn bị quân đội tiêu tộc sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Giao Minh Đế hay huấn luyện một số quân đội cấp cao. Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên để ý huyết ma bộ tộc của mình khỏi hồn ma bộ tộc. Còn về phần Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu cứ để Tiêu Viêm tự xử lý. Khi Tiêu Viêm có cánh thiên yêu hoàng tộc và đấu ký di chuyển, đến ngay cả Từ Ảnh sát thủ đấu đế 5 sao chưa chắc ám sát được Tiêu Viêm. Vì vậy mọi người buổi tối vẫn làm cái lễ rửa tộc mới đến tiêu phủ. Anh em đã rượu chè bè bét. Chuyên đến sáng ngày mai tại chỗ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đang đứng tại một ngọn núi lăng phong của Đế Châu. Hắn đi qua dãy núi này có thể đến được dược tộc. Đôi lúc này bốn người áo trắng đã xuất hiện đánh một chưởng vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm di chuyển bật cánh thiên yêu hoàng tộc né. Bốn người áo trắng chặn đầu Tiêu Viêm. Cảm ơn anh em đã xem hết video.